Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giặc pháp là vinh quang bên là chơi bên là dùng mày nhớ ơi mà sống mà tình nhà khỏi tay mưa là đi kem xiang mà kem này chúa thì chỉ cầm giò đó đầm kém lôi là mày nhớ cày hạt mương ngay hứa thôi bán ơi cho đến biểu đình đất đến mương giao điều vẫn hòa chiếng mương đuôi chúng thôi bán ơi chiang mưa ngó đã có mà lố đôi gạt lên ngỡ dùng bay đôi cho vui cũng là ngày chiang vài phía cuộc mà gì nay giàu liu vẫn mà trăng trường mương đã có lũ rồi mấy nhà bưởi mặt ngày ni la hồng nình nhà un ơi cho đến kiếm mà chẳng này cái là chỉ trả lời ơi mọi nhà dùng mấy đôi măng lo nình nhà ơi chờ mang hoài chờ đi đi chuyện này mà chú bạn thơ kẹt mà chờ cho u nơ cho là bạn đều là cước đỡ cho chúng mà mồi con đường đều đi hay chưa ngày mà ở ngoài nhà cứ nô nhà bước chi anh hàn về đông đi sắm mà giờ bán nào phải thương thật phương đại ngã ơi đậu giang quê là núi quê là đô ma chém mà hay ngã ơi bò nô măng quỳ nôn trôi liệu hùn sướng sật sướng xa đưa nhà đi dùng sắt xa cũng bỏ ùn nà nó ơi nếu mà em nhót chỉ chọn tha em hay đi bộ lấy đồ la đeo đồ léo núi mê răng chàng là gió em nếu ùn xuống hàn mà sật lo đưa đình cất bước đình vòng đi xèo ra đình cả đi ơi anh nói chuyện ca của đấy trước hoa tiến chi hoa ơi người đã chịu mà buồn mà thương mường khó nhọc mà thương hay ê chàng kia
đất. Nốt một phút nữa thôi. Uốn trường như đến cung đợi như xiềng như lưới như cầu chiếng ngạt lưới mới uốn già rồi ở nền uốn ơi. Già năm ơ chớ uốn dùng chớ đại yên ơi ngày nay ăn kiêng ngạt bố nô măng ở quỳ nông trời ước chi nhà ăn chẳng lối una yêu giờ una ơi đôi nhong về đất về mương về quê bị ơ quan bị ơ mương em khuê giờ un ơi bao răng ơ chưa mệt nhà ngoài nhà chưa đậm quê của trường này khuê chết nhiều người chưa yên giờ em đi chẳng ơ rằm mà chẳng lối xa cậu ngọt chưa lửa đôi ô ngày mà rưỡi un ơi nhé bố giật bố xa con phòng chúng khà chúng đang mà gặp mà un đưa bảo nhà ăn xin ở nình un ơi nhà un ơi chú khó hay à nếu cho em ăn nếu xuống cái uốn ăn nữa bạc chỉ điều cho em cô ngày uốn ơi chưa có bên nào thua và chưa có bên nào thắng.